Lễ khởi công xây dựng dự án khu công nghiệp Nam Pleiku, rộng gần 200 ha. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định số 1118 trên QĐ TTG. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku tỉnh Gia Lai. Vào sáng ngày 8 tháng 12 năm 2019, tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê long trọng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku. Đến dự có các đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Trần Quốc Trung, vụ Phó vụ Quản lý Kinh tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư. Bà Ayun Hơ Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Huỳnh Văn Bảo, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Và các đại biểu lãnh đạo của huyện Chư Sê, huyện Chư Prông, huyện Chư Pứ và đại biểu các ban ngành liên quan của tỉnh Gia Lai. Dự án khu công nghiệp Nam Pleiku nằm dọc quốc lộ 14, cách trung tâm thành phố Pleiku 18 km. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê làm chủ đầu tư với diện tích gần 200 ha, trong đó diện tích đất kinh doanh 136,07 ha và tổng vốn đầu tư trên 517 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án được chia làm hai giai đoạn thực hiện trong vòng 4 năm, năm 2020 đến năm 2024, bao gồm giai đoạn 1, 124,46 ha chiếm 6.237% diện tích, giai đoạn 2, 67,09 ha chiếm 3.763% diện tích. Dự kiến, bắt đầu cho thuê từ năm 2022 cho đến năm 2025 và sẽ lấp đầy khu công nghiệp trong vòng 5 năm. Khu công nghiệp tiếp nhận các ngành nghề sạch ít ô nhiễm độc hại như chế biến nông lâm sản, sản xuất nguyên liệu sinh học, sản phẩm từ nông sản có giá trị cao, chế biến thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, chế biến thức ăn gia súc, công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí phục vụ nông nghiệp. Hiện nay đã có 6 nhà đầu tư đăng ký các dự án tại khu công nghiệp gồm các ngành nghề xây dựng nhà xưởng, thu mua và chế biến nông sản, chế biến cà phê bột và cà phê hòa tan, sản xuất máy nông nghiệp và phân bón. Dự án cảng cạn IDC với tổng diện tích đăng ký là 74,77 ha, đạt 55% diện tích kinh doanh. Sau khi ông Phạm Duy Muôn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê đọc báo cáo, ông cho biết, khu công nghiệp Nam Pleiku thực hiện đúng chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, hứa hẹn sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư chế biến các mặt hàng địa phương có thế mạnh như nông, lâm sản, sản xuất nguyên liệu sinh học, chế biến thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Ngọc Thành bày tỏ sự vui mừng trước những nỗ lực cố gắng của các đơn vị để dự án nhanh chóng được khởi công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, việc hình thành khu công nghiệp Nam Pleiku sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, các lĩnh vực có thế mạnh tại địa phương. Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quyết định thành lập khu công nghiệp Nam Pleiku cho đại diện lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê, lãnh đạo ban quản lý khu kinh tế tỉnh cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê cũng đã trao biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong rằng sau buổi lễ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng để các nhà đầu tư nhanh chóng vào đầu tư. Đồng thời các sở, ban ngành cũng tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm sản xuất lâu dài trên địa bàn tỉnh.